Bây giờ mời thí sinh đầu tiên. Rồi trời. Con xin kính chào quý vị khán giả cùng ban giám khảo. Con tên là Vũ Xuân Tâm. Con đến từ Chu Cha Lâm Đồng. Con xin phép mấy chú con được làm bà ngoại chú Trường Giang, chú Trương Thành và chú Tiến rồi. Trời ơi, mấy tuổi rồi con? À, con 6 tuổi. 6 tuổi rồi đó, là đi học lớp 1 rồi đó. Sao con có chút xíu vậy? Tại vì ngày Tết là con 7 tuổi. À, chút xíu tại vì ngày Tết là con 7 tuổi. À. Hôm qua con mấy tuổi? Dạ, nay con là 6 tuổi. À, hình như nãy giờ hai câu hỏi là trả lời không có dính gì luôn á. Mà con có rung không? Dạ không. Ừ, đừng có rung nha. Thì chú Thành thấy con lấy cái tay con dò, chú Thành sợ con rung. Con đừng có rung nha, con ra là mọi người vui lắm rồi nha. Thoải mái lên nha. Mà ai xúi con đi thi vậy? Dạ con từ xúi con đi thi. Ai chở con tới đây? Ai đường đến đây? Dạ con đi bằng xe buýt. Một mình con đi luôn đó hả? Một mình con đi với ba mẹ con. À, một mình đi với ba mẹ con. Okay. Phải, nãy giờ con thi là con được lấy nãy giờ cũng phải 40 triệu rồi đó. Rồi con xuống đây bằng ba mẹ đón xe đò đưa con xuống đây hả? Dạ không, con đi bằng xe buýt giường nằm. Cái gì? À, có giường nằm nữa hả? Dạ. Con có biết nhiêu tiền vé không? Dạ, đi lấy tiền ớt xong rồi đi mua đồ xong rồi mới lên xe đi. Đúng rồi. Mà lên xe buýt đó là người ta cho mình ăn gì uống gì? Dạ, mẹ đem sữa cho con với em ăn. À, xe buýt giường nằm luôn hả? Hả? Con có nằm hết cái giường không? Dạ, mỗi người đó dịch ta, con đặt ghế đằng trước mà nhiều người ngồi đằng trước hết rồi, còn mỗi hai chỗ à? Hai chỗ à? Ba người mà hai chỗ à? Con có bốn người. Ủa sao càng hỏi nó càng lòi người ra ba vậy? Ba mẹ với hai bạn nữa. Rồi ba mẹ không có chỗ ngồi, ba mẹ ngồi đâu? Dạ ba mẹ ngồi dưới kia. Ok. Cái cách bố trí con người nó lạ lắm. Ok. Nhiều đó thấy 2 triệu rồi đó kìa. Rồi giờ con đứng vô giữa đi, con đứng vô giữa đây cho đẹp nè. Đó, đúng rồi. Mà có coi hài không? Ở nhà có coi hài không? Dạ có. Tại sao mê hài? Tại vì mẹ giết con thì hài, ba thì duyệt. À, mẹ viết tác bạn. Giả của bản, ba là chỉ đạo nghệ thuật đó. Nhưng mà ý là chú Thành hỏi tại sao con mê diễn hài á? Tại vì con thích đi thách thức trên hài. À, thích trên hài nên mới đi làm diễn hài. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ mọi người đang rất là thích con rồi đó nha. Bây giờ con thoải mái con diễn cho chú Thành, chú Giang cười nha. Rồi, chuẩn bị nè, bắt đầu. 60 giây, bắt đầu. Ngoài chào ba giám khảo. Nhà tôi á, có bà đưa chào. Là mỗi lần ra đường, bị người ta mắng vốn à. Mấy đứa đâu, ra biểu. Ở nhà, không cho heo ăn. Để nó là ưng sùm cái kìa. Cái nồi cháo heo trên bếp đâu rồi. Sao trong đó lại có ba cái muỗng? Trường Giang đưa cái mặt đây. Ăn Dũng mà không biết chùi mép. Ăn Dũng biết chùi mép luôn. Thằng kia tự chùi đi. Hai thằng mày ăn xong ngồi đi như ông nội người ta hả? Quý chùm bò chưa? Thằng Lực đâu? Trời ơi mày lên mày không? Ngoài mày ngồi làm gì? Còn câu nữa đó. Mà hai người rồi thôi, còn thằng Luật nữa nghe mới thấy ghét. Sao nữa? Thôi lên bàn thờ ông ngoại mày ngồi làm cái gì? Đúng không? Lên bàn thờ ông ngoại ngồi luôn hả? Dạ. Hay quá. Bà ngoại mà có quyền chửi chứ mấy đứa cháu chửi mà. Chửi hết nguyên gia đình đó, thằng Luật, thằng Thành, thằng Giang chửi hết. Ai phân cho con cái vai này vậy? Dạ, mẹ viết kịch bản con, rồi mẹ dạy cho con vậy. Cho chú Thành gửi lời hỏi thăm mẹ con nha. Ở nhà rồi con gần ba hay là gần mẹ nhiều hơn? Con gần mẹ nhiều hơn. Tại sao? Tại vì mẹ viết kịch bản. Mẹ viết kịch bản. Ba không viết kịch bản, ba chỉ là chỉ đạo nghệ thuật thôi.
ba duyệt thôi phải không? Dạ. Ba là chỉ có duyệt thôi phải không? Dạ. Rồi, ok. Nãy là vui rồi đó, kêu thằng Luật là thấy vô rồi đó. Rồi giờ sao? Chú lên bàn thờ mà con có 2 triệu đó. Bây giờ con có muốn chơi nữa không? Dạ không, con xin phép được dừng lại. Rồi. Là con đủ tiền đi xe buýt giường nằm về với ba mẹ rồi hả? Sao vội vàng vậy? Tại vì cái kịch bản kia chưa có nghe rõ. Chưa có hay lắm hả? Ủa con tới đây con chuẩn bị bao nhiêu kịch bản? Con có 5 kịch bản. Chú giống đốc lấy ba 2 kịch bản. Hai con? Chú giống đốc mà áo vàng. Chú giám đốc sản xuất là không chọn mấy kịch bản kia. À, sao vậy? Nhưng mà con thấy kịch bản của con có hay không? Dạ, ba mẹ dạy kịch bản đó con thấy hay. Mà chú giám đốc thấy không hay? Chú đó con lấy 5 cái mà chú đó lấy có 3 cái à. Chú kỳ. Rồi thôi được rồi. Nói chung là tới đây là vui ha. Tự tin như vậy là chơi được một vòng là cũng giỏi rồi nha con nha. Dạ. Thôi bây giờ mình về mình học ha. Dạ. Học cho thiệt là giỏi nha con nha. Dạ. Chú thành tặng con 2 triệu nè. Đó. Khăn nữa, khăn nữa. Khăn ở ngoài nữa. Mời thí sinh tiếp theo. Vâng, con xin kính chào hai vị ban giám khảo và chú Tiến Luật. Các vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Chào con. Con tên là? Dạ, con tên là Nguyễn Minh Chiến. Năm nay con 10 tuổi, con học lớp 5. Tại sao con dám đến thi chương trình này? Dạ, con nghĩ là mình sẽ đến chương trình này để thử coi mình có một chút gì đến hài không ạ. Rồi, con mê hài từ khi nào? Dạ, con mê hài từ khi coi được những MV hài của chú Trấn Thành và chú Trần Giang ạ. Con đi diễn rồi đúng không? Dạ. Con đi diễn nhiều nhất là với ai? Dạ, con đi diễn là con thường thường là con đi hát một mình. Hát ca nhạc á hả? Dạ. Rồi, thi nha. Dạ. Rồi, cậu bé mê hài đi hát. 60 giây bắt đầu. Chưa bắt đầu đâu. Rồi, làm lại, từ từ. Ai cũng có lúc sai. Hai chú và chú Tiến Luật có thể cho con làm vai ông nội của ba chú được không ạ? Được, con đóng vai thì được hết. Con làm ông gì cũng được chứ đừng nói ông nội. Được chưa con? Dạ rồi. Rồi, mời ông nội. 60 giây bắt đầu. Xuống giữa đánh lộn hoài gian nữa. Trời ơi, yêu chi mà yêu chi lắm vậy. Yêu nhỏ xuống trên, chọc nghẹo nhỏ xuống dưới, làm cho nhỏ xuống giữa có chữa nữa chứ. Rồi con anh, con tốt rồi. Dạ con nè ông nội. Ừ. Dạ. Sao mày leo lên bàn thờ ông nội mày ngồi luôn vậy? Ủa? Ông nội nói vậy là sao con không hiểu ông nội? Bữa tao chết tao ngồi đau. Con vừa mới có 2 triệu đó Chiến. Dạ. Chú được 500 nha con. Dạ. Dễ thương. Ý hài khá là đáng yêu. Và cái phần diễn của con thì con cũng nhập vai nên người ta xem nó không có phản cảm, nó do con nhập vai. Dạ. Rồi mà con lễ phép con xin trước ba chú là cho con làm cái điều đó, thấy không? Người ta đồng ý được con mới rầy. Bác có đi hả? Hả? Bác có đi hả? À, sao? Mới nói ba chú cho con làm điều đó. Ai nói gì mà vui dữ vậy trời. Nữa không? Dạ nữa. Vô, giờ tới làm ông gì nè? Dạ con tới làm cháu của chú Tiến Luật. Làm cháu đâu cần sinh đâu. Không sinh cháu đâu. Cháu mà đâu sinh được. Mà dập cho đàng hoàng nha. Dạ. Đừng có hỗn nha. Dập dạ. Cho đẹp à. Rồi ok. Nãy là tôi có 500 rồi đó nha. Cú này 10 triệu là phải khác nữa đó. Sớm giờ bị chửi như thú mà chưa có tiền nha.
Rồi, điềm báo trước, hai thằng sớm muộn gì cũng đi ăn mày. Ừ, chắc thằng ở trên ổn. Hả chưa con? Dạ chơi. Rồi, 60 giây bắt đầu. Bà con của bác đi qua đi lại cho con vài đồng về chồng tóc cho ông nội con. Ông nội con đã bị triệu chứng rụng tóc còn nằm trong bụng mẹ. Dạ bà con của bác đi qua đi lại cho con vài đồng về chồng tóc cho ông nội con. Hoặc là cho con bộ tóc giả để gắn vô cho ông nội con. Chứ ông nội con rất là muốn được thực hiện diễn viên, nhưng mà ông nội con bị hối nên không có diễn được. Dạ, cô chú đi qua đi lại nhớ cho con bộ tóc giả hoặc là tiền. Rồi, con ơi. Mẹ ơi, xin lỗi mẹ vì con đã rớt tại vòng hai. Hay quá con ơi, 2 triệu chú có 500 nhưng mà 10 triệu mẹ con tới 8 triệu rồi. Hay quá, Thanh Xuân. Con ơi, phải vậy chứ, đúng là cái người lên sân khấu rồi có khác. Cái bản lĩnh của con á, con đủ bình tĩnh để khi mà chuyện nó xảy ra không đúng như mình mong muốn á, con binh cái đường khác liền, con không có sợ ai hết. Dạ. Cái đó là cái điều tự tin mà chú Thành thấy là con quá giỏi, con không có sợ gì hết. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Bây giờ vậy nè, có một cái bản tiếp theo nó sẽ vui giống như hồi nãy giờ không? Dạ không, con xin dừng lại. Ồ, thấy chưa, biết người biết ta. Mẹ ơi, mẹ dạy cái chi mà nó đi có 2 vòng dây. mẹ chỉ cho con làm này phải không? Dạ không, con tự nghĩ. Wow. Bây giờ vậy nè, bây giờ trước khi, tức là bây giờ con muốn dừng lại rồi là 10 triệu đã là của con. Bây giờ ca câu cải lương tặng mọi người được không? Đúng rồi. Dạ. Dạ, con xin tặng hai vị giám khảo, tất cả các vị khán giả và chú Tiến Luật một bài hát được mang tên Thương Quá Việt Nam ạ. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Dạ. Bé thông minh, kêu hát cải lương, hát ca nhạc. Kêu lên câu giọng cổ đi, hát ca nhạc. Dạ, giọng cổ, giọng cổ đi, lên câu ca giọng cổ đi, 10 triệu rồi. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Qua dây khác vậy? Sao đang hát dây này lộn qua dây khác vậy? Dạ, tại vì cái này là con hát dây kiểu người lớn không được. Dạ hả? Rồi, để thử lại lần nữa nè, 2, 3 tập trung vô. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây qua lời ru em ạ, à, mẹ đã theo chân con trên dạng nẻo sông hồ. Được, vừa lễ phép, nói chuyện rõ ràng, hát nhạc là hát nhạc quê hương, không hát nhạc bậy bạ con nít là chú. Ok rồi, 10 triệu là xứng đáng. Dạ, cảm ơn hai vị giám khảo và các cô chú đã có mặt tại trường quay ạ. Rất là lễ phép. Tại vì thường những cái bạn mà đi diễn sớm giống như con á, mấy bạn hay bị lăn trước tuổi, các bạn sẽ không có lễ phép nữa. Chú Thành thấy con hôm nay con dạ thưa không? Trong mỗi một lời nói của con đó là một điều rất là đáng khích lệ nha. Này trả con 2 cái lo luôn này con. Dạ. Chú thì cũng không có gì nhiều. Rồi, gửi cho con. Dạ, con cảm ơn chú.